Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Cổ động viên Hungary đánh nhau với cảnh sát Anh trong trận hòa nhạt trên sân Wembley. Những diễn biến trên sân giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Hungary tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu đã bị lu mờ vì sự cố trên khán đài sân Wembley. Liên quan đến vấn nạn phân biệt chủng tộc, người hâm mộ Hungary và cảnh sát nước Anh đã giao chiến trên khán đài. Lực lượng an ninh đã phải sử dụng dùi cui để chống lại các đợt tấn công của khán giả đội khách. Vụ việc bắt đầu khi cảnh sát Anh cố gắng bắt giữ một khán giả vì hành vi phân biệt chủng tộc trước khi trận đấu diễn ra. Ngay sau khi trận đấu tối nay bắt đầu tại Wembley, các cảnh sát đã tiến vào khán đài để bắt giữ một khán giả vì hành vi vi phạm trật tự công cộng có tính chất phân biệt chủng tộc nghiêm trọng với nhân viên sân. Va chạm nhỏ đã xảy ra khi cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ nhưng tình hình đã ngay lập tức được kiểm soát, cảnh sát Metropolitan tuyên bố. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Anh, FA, đã hứa sẽ điều tra. Cảnh sát Metropolitan đã tăng cường quân số để bảo vệ an ninh cho trận đấu trên sân Wembley do lo ngại căng thẳng giữa người hâm mộ hai bên. Trận đấu giữa Hungary và Anh trên sân ở Budapest tháng trước đã chứng kiến việc người hâm mộ Hungary có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhằm đến Raheem Sterling và Jude Bellingham. Những cổ động viên quá khích này cũng ném thẳng đồ vật vào người các cầu thủ đang thi đấu. Kết quả, Hungary bị FIFA phạt tiền và buộc phải thi đấu trong sân vận động không có khán giả. Trở lại với những diễn biến trên sân, Hungary dẫn trước ở phút 24 khi Roland Saleh thực hiện thành công một quả phạt đền. Trung vệ John Stones của đội tuyển Anh lập công ở phút 37 để gỡ hòa cho các cầu thủ chủ nhà. Hiệp 2 diễn ra không mấy sôi nổi và 1-1 là tỷ số cuối cùng. Tam sư duy trì thành tích bất bại ở bảng Y với 20 điểm và hiện đang hơn Ba Lan 3 điểm, trong khi Hungary xếp thứ 4 với 11 điểm sau 8 trận. Đội tuyển Anh vẫn chưa thể giành vé sớm dự World Cup 2022.